Huấn luyện viên Carlo Ancelotti được mệnh danh là nhà giả kim của thế giới bóng đá. Mỗi khi đương đầu với khó khăn, vị chiến lược gia người Italia lại tìm ra một phương án mới cực kỳ hợp lý để giải quyết tình hình. Chính tài liệu cơm gắp mắm của Ancelotti đã giúp ông giành được nhiều thành công trong sự nghiệp ở các câu lạc bộ khác nhau trên khắp châu Âu. Và tài dụng binh của nhà cầm quân 64 tuổi đã được thể hiện rõ nét nhất trong mùa giải năm nay. Đối mặt với cơn bão chấn thương kéo dài từ đầu mùa bóng, huấn luyện viên Ancelotti đã phải liên tục xoay tua nhân sự, thay đổi vị trí để tìm ra đội hình tối ưu nhất cho mỗi trận đấu. Để rồi đến lúc này, Real Madrid vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các đấu trường quan trọng. Họ dẫn đầu bảng tại La Liga, giành quyền đi tiếp tại UEFA Champions League với thành tích toàn thắng và lên ngôi vô địch siêu cúp Tây Ban Nha. Trong trận derby Madrid và Atlético diễn ra vào đêm qua, Carlo Ancelotti thêm một lần nữa chứng tỏ khả năng có thể vượt qua những khó khăn để đạt được thành công với trường hợp của Brahim Diaz. Một giờ trước cuộc đối đầu tâm điểm ở vòng 23 La Liga, trang chủ của Real Madrid đã công bố đội hình xuất phát của đội nhà. Nhìn vào danh sách ra sân của Real, nhiều cổ động viên còn hài hước nói rằng tại làm sao câu lạc bộ của mình vẫn có thể đang đứng top 1 giải đấu với dàn nhân sự thế này. Đoàn quân của Ancelotti ra sân và đối đầu với những họng pháo hạng nặng bên phía Atlético với hàng thủ không thể què quạt hơn. Sau những chấn thương của hàng loạt trụ cột như Militao, Alaba và mới nhất là Rudiger, nhà cầm quân người Ý chỉ còn biết đặt niềm tin vào những trung vệ bất đắc dĩ Dani Carvajal và hậu vệ phải Lucas Vázquez. Thật may cho ông thầy 64 tuổi là những cái tên quan trọng trên hàng công vẫn đảm bảo thể lực ra sân thi đấu. Thế nhưng tai họa bỗng ập đến với Real Madrid chỉ vài phút khi trận đấu bắt đầu. Sau khoảng thời gian khởi động để làm nóng cơ thể, tiền đạo Vinicius bất ngờ gặp phải một vấn đề ở cổ và không thể thi đấu. Vì vậy, huấn luyện viên Ancelotti buộc phải đưa Brahim Diaz ra sân ngay từ đầu. Theo kế hoạch, cựu cầu thủ của AC Milan chỉ là phương án C trên hàng công của đội chủ sân Bernabeu trong trận đấu này. Nhà cầm quân người Ý dự kiến sẽ sử dụng Brahim Diaz thi đấu ở hiệp 2 để thay thế vị trí của Vinicius và Joselu. Tuy nhiên, lực lượng của Real Madrid ở mùa này khiến cho Carlo Ancelotti chưa bao giờ thực hiện đúng kế hoạch của mình. Chấn thương của Vinicius cũng như việc Joselu không đảm bảo thể lực để ra sân ngay từ đầu khiến cho Brahim Diaz trở thành lựa chọn khả dĩ nhất. Thời điểm vào sân thi đấu, cầu thủ 25 tuổi tỏ ra ngơ ngác và thậm chí anh còn chưa khởi động. Tuy nhiên, chỉ cần đúng 4 phút làm nóng trên sân, cầu thủ 24 tuổi ngay lập tức có được một tình huống đe dọa khung thành của Atlético. Tuy nhiên, cú dứt điểm hiểm hóc của anh đã không thể đánh bại được thủ môn Oblak. Tuy nhiên, không phải chờ đợi lâu, Brahim Diaz đã có được bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Atlético Madrid, Koke đã không thể phá bóng đi ra xa khỏi vòng cấm sau đường chuyền của Vázquez. Brahim Diaz đã ập vào dứt điểm ở cự ly gần, làm tung lưới Oblak. Bàn thắng dường như càng tiếp thêm sự tự tin cho cầu thủ người Tây Ban Nha. Được huấn luyện viên Ancelotti bố trí chơi ở vị trí tiền đạo phải, anh liên tục thực hiện những tình huống đi bóng đầy khó chịu và làm khổ bộ đôi Rodrigo Riquelme cũng như là Mario Hermoso bên phía Atlético Madrid. Trước khi được rút ra khỏi sân ở phút 71, Brahim Diaz còn suýt chút nữa nhân đôi cách biệt cho đội bóng hoàng gia khi thực hiện một cú solo vượt qua Hermoso và Vissel. Đáng tiếc là cú đá bằng chân trái của cầu thủ này lại không đi trúng khung thành. Dẫu cho không thể giúp đội nhà có được bàn thắng thứ hai và bị gỡ hòa ở phút bù giờ, nhưng màn trình diễn đêm qua của Brahim Diaz đã thực sự để lại ấn tượng. Trong 71 phút có mặt trên sân, bên cạnh bàn thắng mở tỷ số, cầu thủ đã thực hiện tổng cộng 59 lần chạm bóng, 32 trên 37 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ 86%, 3 lần tạo ra cơ hội ăn bàn, 4 trên 7 lần đi bóng thành công cùng 7 trên 11 lần chiến thắng trong những tình huống tham gia tranh chấp. Với những thông số ấn tượng kể trên, anh được SofaScore chấm 8,6 điểm và vinh dự trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của Brahim Diaz, nhiều Madridista còn cảm thấy tiếc nuối khi anh đã phải rời sân quá sớm. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên trong mùa này khi cầu thủ của Milan tỏa sáng trong một cuộc đối đầu với Atlético Madrid. Còn nhớ trong trận đấu giữa hai đội bóng thủ đô diễn ra cách đây hơn một tháng tại bán kết siêu cúp Tây Ban Nha, Brahim Diaz đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 5-3, giúp Real hoàn tất cú lội ngược dòng đánh bại Atlético. Sau chiến thắng này, huấn luyện viên Ancelotti đã hết lời ca ngợi ngôi sao trẻ từng thi đấu cho Man City. Những cầu thủ vào sân thay người như Brahim Diaz đã mang lại thắng lợi cho Real Madrid. Họ luôn tỏ ra sẵn sàng mỗi khi đội bóng cần và điều đó mang lại cho huấn luyện viên rất nhiều sự tự tin. Không có gì đặc biệt ở đây, tất cả các cầu thủ Real Madrid luôn mang trong mình DNA của người chiến thắng. Mặc dù chỉ được coi là kép phụ trong đội hình của Los Blancos, nhưng mỗi khi đội bóng cần, Brahim Diaz luôn biết cách lên tiếng đúng lúc. Với pha lập công ở phút thứ 20 trong trận đấu đêm qua, cầu thủ người Tây Ban Nha đã đóng góp dấu giày vào 9 bàn thắng, trong đó có 6 bàn thắng và 3 kiến tạo trong 11 lần được điền tên vào đội hình xuất phát của Real Madrid. Trong bối cảnh đội chủ sân Bernabeu đang trải qua một mùa giải gặp quá nhiều khó khăn về lực lượng, thì những nhân tố dự bị như Brahim Diaz vẫn trở nên cực kỳ quan trọng. Sau bàn thắng ấn định tỷ số 5-3 trước Atlético Madrid tại siêu cúp Tây Ban Nha, khi cầu thủ của Milan cởi áo ăn mừng trong sự phấn khích tột độ,
Nhưng bên cạnh cảm xúc cuồng nhiệt, người hâm mộ còn thấy phần vai của anh được băng bó một cách kỹ lưỡng. Thực chất, Brahim Diaz đã dính phải một chấn thương dai dẳng ở phần vai kể từ đầu mùa. Anh đã ép buộc bản thân vượt qua rào cản đớn đau để tiếp tục thi đấu trong suốt thời gian qua. Chấn thương của Diaz đang cần giải quyết triệt để bằng việc lên bàn mổ. Nhưng với tình hình nhân sự hiện tại, Real Madrid không có kế hoạch cho phép cầu thủ 24 tuổi này được tiến hành phẫu thuật. Thậm chí nếu tiếp tục thể hiện phong độ như đã qua, anh hoàn toàn có thể được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha dự Euro 2024. Và điều này sẽ khiến Diaz tiếp tục phải trì hoãn việc phẫu thuật. Brahim Diaz đang thực sự trải qua một quãng thời gian thành công nhất kể từ khi gia nhập Real Madrid từ Man City ở mùa hè 2019 với bản hợp đồng trị giá 15,5 triệu bảng. Ở mùa bóng đầu tiên chơi cho đội chủ sân Bernabeu, anh không để lại quá nhiều ấn tượng do không được thi đấu thường xuyên. Diaz chỉ có 6 lần ra sân trong đội hình vô địch La Liga của Real Madrid mùa giải 2019-2020. Vì vậy, để được ra sân nhiều hơn, Diaz đã được Real gửi đến Milan theo một bản hợp đồng cho mượn. Trải qua 3 mùa giải tại sân San Siro, anh ngày càng cho thấy sự trưởng thành. Cầu thủ sinh năm 1999 là nhân tố chủ chốt giúp Milan lên ngôi vô địch Serie A mùa giải 2021-2022, cũng như có thành tích lọt vào bán kết UEFA Champions League mùa giải 2022-2023. Với những tiến bộ vượt bậc đó, Brahim Diaz đã được Real Madrid triệu tập trở lại và ký một bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2027. Tại sân Bernabeu, Diaz được Real quy hoạch sẽ là một nhân tố quan trọng nơi hàng công trong tương lai gần. Vì vậy, ban lãnh đạo đội bóng này kiên quyết giữ chân anh, bất chấp những lời đề nghị hỏi mua đến từ Milan hay Napoli. Trong những ngày đầu tiên trở lại màu áo trắng Real Madrid, mọi thứ diễn ra không như mong đợi của cầu thủ này, khi anh tiếp tục gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí với Jude Bellingham hay Fede Valverde. Thậm chí đã có lúc tưởng chừng như Brahim Diaz sẽ phải thêm một lần nữa rời khỏi Real Madrid. Tuy nhiên, thời cơ đã đến với anh khi đội chủ sân Bernabeu gặp nhiều khó khăn về mặt nhân sự bởi những chấn thương. Khi cầu thủ Milan được thi đấu một cách đều đặn hơn và cũng nhanh chóng chứng minh được khả năng của mình. Trong giai đoạn cuối tháng 11 đầu tháng 12, Brahim Diaz liên tiếp có những pha lập công cùng những đường kiến tạo, qua đó giúp Real Madrid tiếp tục duy trì sự cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga cùng hiện tượng Girona. Với những màn thể hiện ấn tượng đó, anh được vinh danh khi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 của câu lạc bộ, một thành quả xứng đáng cho sự kiên nhẫn và những nỗ lực không biết mệt mỏi của Diaz trong mỗi lần được trao cơ hội. Brahim Diaz chính là minh chứng tiêu biểu cho tài nhìn người của huấn luyện viên Ancelotti. Từ những cái tên tưởng chừng như đã phải ra đi, ông luôn biết cách biến họ trở thành một nhân tố đóng vai trò quan trọng trong đội hình. Đối với riêng Brahim Diaz, nếu tiếp tục phát huy những màn trình diễn ấn tượng đã thể hiện trong thời gian qua, anh hoàn toàn có thể chiếm lấy một vị trí chính thức trong hành trình chinh phục những danh hiệu của Real Madrid ở mùa giải này.